mãi chèo xa bên sông, nhớ hình bóng quê hương từng hồi. Răng lên thay lời chia ly, cách bớt xa rồi ngàn cung, cũng tưởng không âm âm lòng làm buồn giá. Non sông trùm màu ta, trong ngóng mong mỏi gọi tên cố nhân, nước Việt quân trong trong tình nhà hồng. Phương trời xa trong ngóng mong mỏi gọi tên cố nhân, nước Việt quân trong tình nhà hồng. Dân chúng đại phu xin vào khâu kiên, tuyên nhập tuân lệnh. Dạ, văn đại phu nước Việt xin khấu kiến đại dương, chúc ngài muôn muôn tuổi. Văn chúng bình thân, đội ơn đại dương. Tâu đại dương đúng hạn kỳ cống lễ, thần dân lĩnh chúa công dâng đến đại dương năm thanh kiếm gia truyền, trận bảo kỳ châu và năm nàng mỹ nữ. Cầu tiện ưu ái đại dương ta đến thế vậy à? Tâu đại dương năm thanh kiếm gia truyền và trân bảo đại dương nên nhận, còn mỹ nữ Việt Bang xin đại dương hãy trả về. Tại sao lại trả về? Tại vì ta thấy Bãi Dương Câu Tiễn chỉ giả vờ hàng phục, chứ thật ra chưa quên mối nhục ở Ngô Đô, đem mỹ nữ cống dân, nhiều ẩn ý mưu mô. Tâu đại dương, đại dương thu mỹ nữ, e cơ đồ sụp đổ. Cơ đồ sụp đổ? Ngài nói vậy, ngài muốn nói rằng đại dương ta tham sắc lắm hay sao? Ta ai sắc lắm còn phải vậy không tướng phụ? Muôn tâu thần không dám. Không dám thì phải nhận chứ. Tâu đại dương có phải vậy không đại dương? Thái tể. Dạ. Tuyên nhập. Tuân lệnh. Dân chúng lại khu, đại dương truyền đem công lễ vào kiên diện. Tâu dân truyền cho mỹ nữ nhập cung. Việt Trung dân nữ Di Quang Trịnh Đán, Tây Thi Đông Thi Cù Ba, khấu kiến đại dương, chúc đại dương trăm tuổi. Ta cho phép tất cả ngẩng mặt lên cho ta diện kiến. Còn nàng kia tại sao lại cúi gằm mặt xuống? Lệnh ta truyền, ngẩng mặt lên. Đại dương cho phép ngẩng mặt lên nhìn. Nàng kia, nàng tên gì? Dạ, Tây Thi.
Tây Thi. Trên đời này cũng có họ Tây nữa sao? Đại Dương tên Phù Sai, không lẽ cũng có họ Phù nữa à? Ổn đâu, quân Diêm Hoàng. Tại sao lại trảm vì tướng phụ? Tâu Đại Dương, bãi dân Việt nữ dám to gan xúc phạm đến quay trời thì làm sao tha thứ được? Nhưng đó lại là lời chân thật, không phải đã là vua khi xuất ngôn hàng hỏi lại cấm người không được trả lời. Đó là bạo chúa. Dạ đúng, dạ phải. Lời của Đại Dương là châu là ngọc, thêm đức độ cao sâu là tôn trọng người dân, nhất là cái dân chiến bại này nè. Đại Dương cao quý quá. Lệnh ta truyền nhận cống lễ, trả mỹ nữ về cho nước Việt. Đại Dương anh minh. Vô lễ! Ai vừa mới cười? Muôn tâu chính thần. Tại sao nàng cười? Thiếp cười vì Đại Dương dễ thương như một em bé. Tướng quốc dạy thế nào cũng phải nghe theo, bảo nhận cống lễ nhận liền, bảo trả mỹ nữ trả ngay, thật là ngoan ngoãn. Bãi nữ đến ngô sẽ tan đời, chưa vào cung cấm mi đá long hành ly gián ta và vua, thân là gì bán khinh lờn thiên tử truyền quân giết ngay giặc phù. Dương quyền quy vũ ai cũng một quy khen đúng hay là sai, riêng nàng tâm ngay phơi bày. Ta thích làm sao? Ta thích làm sao nữ dân Việt trào. Truyền đưa mỹ nữ vào Trường Lạc cung và ban thưởng cho đại phu Văn Chủng. Đại Dương, đừng tẩu rỗi gì nữa cả, bái chào. Đại Dương, bệ hạ biểu đừng tẩu rỗi gì nữa cả mà. Tâm nào liên